Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình Thời sự Đồng bằng Sông Hồng của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau đây. Huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình, dân vận khéo trong phát triển du lịch. Tỉnh Nam Định tiếp tục đẩy mạnh chương trình xây dựng các công trình xử lý rác thải liên vùng. Quản lý thị trường và công an tỉnh Hưng Yên kiểm tra đột xuất, phát hiện cơ sở làm giả hàng hiệu The North Face của Mỹ. Cảnh báo hiểm họa từ đèn tích điện ở Thái Bình. Cùng với khai thác tốt tiềm năng, thế mạnh của địa phương, chủ động chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi, bà con nông dân xã Gia Xuân, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình đã mạnh dạn đầu tư áp dụng kỹ thuật công nghệ mới và sản xuất, tạo ra giá trị hàng hóa, lợi nhuận cao. Hiện xã Gia Xuân đã hình thành các vùng sản xuất tập trung như vùng nuôi thả thủy sản tại vùng diện tích trũng cây lúa kém hiệu quả, vùng trồng cây ăn quả theo hướng hàng hóa, vùng chăn nuôi với quy mô trang trại ở xa khu dân cư. Để hỗ trợ nông dân đầu tư phát triển sản xuất, Hội Nông dân xã đã đứng ra tín chấp với các ngân hàng và tổ chức tín dụng với tổng số tiền gần 3 tỷ đồng. Đồng thời chủ động phối hợp chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật để áp dụng vào các mô hình kinh tế cụ thể mang lại hiệu quả thiết thực. Hội Nông dân xã có phân công những hội viên là có những cái mô hình và những cái cách thức làm hiệu quả để làm giúp đỡ cho nông dân, nhất là giúp đỡ về khoa học kỹ thuật và những cái phương thức và những cái cách thức phát triển kinh tế. Những hội viên có những cái kinh nghiệm về chăn nuôi và cũng như là chọn lọc con giống để làm sao để cung cấp những con giống khỏe mạnh và đạt chất lượng tốt đến với những hội viên có nhu cầu chăn nuôi. Hiện giá trị canh tác bình quân đạt 115 triệu đồng một hecta. Trên địa bàn xã có 570 hộ chăn nuôi gia súc gia cầm, trong đó có 59 trang trại gia trại đạt thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Dịch tả lợn châu Phi đã khiến cho không ít hộ chăn nuôi ở huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương thiệt hại nặng nề. Để khôi phục phát triển chăn nuôi cùng với một số ít hộ còn lợn đang tập trung bảo vệ, nhiều hộ chuyển đổi từ chăn nuôi lợn sang gia cầm, thủy cầm. Chuyển sang chăn nuôi gia cầm là lựa chọn của nhiều hộ gia đình ở Tứ Kỳ trước đây có lợn buộc phải tiêu hủy do dịch tả lợn châu Phi. Bởi mặc dù đã công bố hết dịch nhưng đến nay vẫn chưa thể tái đàn do mầm bệnh vẫn có thể tồn tại trong môi trường. Thêm nữa, dịch bệnh này chưa có vaccine phòng và đặc trị nên các hộ không dám mạo hiểm tái đàn chăn nuôi lợn. Trước thực tế, tình hình chăn nuôi lợn gặp nhiều khó khăn, các hộ chăn nuôi đã chủ động chuyển đổi sang chăn nuôi gia cầm, thủy cầm hoặc chăn nuôi đại gia súc. Trong cái giai đoạn hiện nay, chúng tôi có tham mưu cho huyện ủy, ủy ban dân huyện chỉ đạo các địa phương hướng dẫn các trang trại, các cơ sở chăn nuôi và các hộ chăn nuôi trong cái giai đoạn hiện nay là do chưa có vaccine phòng bệnh dịch lợn châu Phi nên chúng tôi khuyến cáo là các hộ là không nên vội vàng tái đàn để mở rộng sản xuất. Trước mắt huyện ủy, ủy ban dân huyện chỉ đạo các địa phương khuyến cáo các hộ dân phát triển cái ngành chăn nuôi gia cầm, thủy cầm, đại gia súc và phát triển nuôi trồng thủy sản tùy theo cái điều kiện tình hình thực tế của địa phương và đồng thời nắm bắt được cái nhu cầu của thị trường. Theo thống kê trên địa bàn huyện Tứ Kỳ hiện còn khoảng 7.000 con lợn nái và lợn thịt, giảm hơn 55.000 con so với thời điểm trước khi xảy ra dịch tả lợn châu Phi. Trên địa bàn huyện, đàn gia cầm, thủy cầm tăng hiện đạt mức khoảng gần 900.000 con. Việc chuyển đổi sang chăn nuôi gia cầm, thủy cầm là cần thiết, nhưng để đạt được hiệu quả kinh tế, các hộ chăn nuôi cũng cần thận trọng, không nên đầu tư chăn nuôi ồ ạt khi chưa có nhiều kinh nghiệm, kỹ thuật chăn nuôi an toàn sinh học, tránh để phát sinh dịch bệnh. Đồng thời, trước khi đầu tư chăn nuôi, cũng cần phải tìm hiểu kỹ nhu cầu của thị trường. Xã Trực Thái, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định vốn là một địa phương có thế mạnh về chăn nuôi, đặc biệt là chăn nuôi lợn. Tuy nhiên, trong khoảng vài năm trở lại đây, giá lợn lên xuống bấp bênh, cộng với tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, nên người chăn nuôi ở xã Trực Thái đã dần chuyển hướng sang chăn nuôi các đối tượng khác. Chăn nuôi thỏ theo hướng công nghiệp đang được nhiều hộ dân ở Trực Thái lựa chọn để chuyển dịch cơ cấu vật nuôi nhằm mang lại hiệu quả kinh tế cao. Với đặc tính dễ chăm sóc, khả năng sinh sản nhanh và mau lớn, nhiều hộ dân ở xã Trực Thái đang dần chuyển hướng từ nuôi lợn sang nuôi thỏ. Trung bình, thỏ cái nuôi từ 5 đến 6 tháng sẽ bắt đầu sinh sản. Bình quân mỗi năm sinh sản từ 6 đến 8 lứa, mỗi lứa trung bình từ 6 đến 8 con. Sau 3 tháng nuôi trở lên, thỏ có thể đạt trọng lượng từ 2,5 đến 3 kg, giá bán trung bình từ 75 đến 80 nghìn đồng một kg. Toàn xã Trực Thái hiện có hơn 10 mô hình nuôi thỏ với quy mô lớn và hàng chục hộ gia đình nuôi với quy mô nhỏ lẻ. Thành công bước đầu của các mô hình nuôi thỏ ở xã Trực Thái đã mở ra một hướng đi mới cho các hộ chăn nuôi ở đây,
góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập và nâng cao đời sống của người dân. Tận dụng vùng bãi ven đê và lợi thế phát triển cây màu tại địa phương, hơn 1.000 nông dân tại huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình đã có điều kiện để phát triển đàn bò. Phát triển cần có sự quy hoạch để không gây ô nhiễm môi trường là điều nông dân địa phương đang mong muốn. Ông Đỗ Xuân Phường là một hộ chăn nuôi bò với số lượng nhiều nhất tại xã Minh Lãng, huyện Vũ Thư. Thời kỳ nuôi nhiều nhất tới 50 con, nhưng với việc chăn thả có quy hoạch nên không gây ô nhiễm cho khu dân cư. Số hộ chăn nuôi bò như hộ của ông Phường không nhiều. Ở Vũ Thư, phần lớn vẫn là chăn nuôi theo quy mô nhỏ lẻ. Theo thống kê của Hội Nông dân huyện Vũ Thư, cả huyện có trên 4.000 con bò và hơn 1.000 hộ nông dân tham gia nuôi. Để hướng tới chăn nuôi trang trại với số lượng từ 20 con trở lên, các hộ chăn nuôi đề nghị ngành chức năng cần có hướng hỗ trợ về công nghệ và kỹ thuật xử lý môi trường. Thưa quý vị và các bạn, Trung tâm Y tế huyện Trực Ninh thành lập trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Y tế và Bệnh viện Đa khoa huyện Trực Ninh. Được sự quan tâm chỉ đạo của Huyện ủy, Ủy ban Nhân dân huyện và Sở Y tế, thời gian qua, Trung tâm Y tế huyện Trực Ninh đã nhanh chóng ổn định tổ chức, triển khai đồng bộ các biện pháp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Trung tâm Y tế Trực Ninh có quy mô 150 giường bệnh với 145 cán bộ nhân viên y tế, trong đó có 28 bác sĩ, 3 dược sĩ đại học, 30 điều dưỡng đại học cao đẳng, 4 kỹ thuật viên y đại học cao đẳng. Để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, Trung tâm luôn chú trọng bồi dưỡng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tạo điều kiện cho cán bộ tham gia các khóa đào tạo sau đại học, đào tạo dài hạn, ngắn hạn tại các bệnh viện trung ương. Từ đầu năm đến nay, Trung tâm có 13 đề tài đăng ký và đã được Hội đồng Khoa học Trung tâm Y tế huyện Trực Ninh nghiệm thu, đưa vào ứng dụng trong công tác khám chữa bệnh. Thực hiện đề án 1816, thời gian qua Trung tâm đã mời các bác sĩ giỏi của Bệnh viện Phụ sản tỉnh về phẫu thuật, Bệnh viện Đa khoa tỉnh về chuyển giao một số kỹ thuật. Đến nay, các bác sĩ của trung tâm thực hiện thành thạo các ca khó. Cùng với nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đổi mới phong cách thái độ phục vụ, giai đoạn 2008-2018, Trung tâm Y tế huyện Trực Ninh được đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp Bệnh viện Đa khoa huyện với tổng mức đầu tư 72.823.000.000 đồng. Trong 6 tháng đầu năm 2019, Trung tâm Y tế huyện Trực Ninh đã có 39.500 lượt bệnh nhân đến khám bệnh, đạt 63% kế hoạch năm. Căn cứ vào quy mô trường học theo kế hoạch phát triển đến năm 2025, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam xây dựng thêm 6 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Các trường tiểu học nằm trong danh sách xây dựng đạt chuẩn mức 2 tới đây là Liêm Chính, Trần Quốc Toản, Trịnh Xá, Quang Trung, Trần Hưng Đạo và Thanh Tuyền. Thành phố Phủ Lý yêu cầu ngành giáo dục chỉ đạo 100% các trường học trên địa bàn củng cố kết quả trường chuẩn quốc gia, tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các nhà trường nhằm nâng cao chất lượng giáo dục. Ngoài những trường trong danh sách xây dựng đạt chuẩn mức 2 vào năm 2025, các trường còn lại duy trì tiêu chuẩn, đề nghị công nhận chuẩn mức 1 và mức 2 theo định kỳ. Trước mắt, thành phố sẽ ưu tiên đầu tư xây dựng một số trường học chưa đủ diện tích theo quy định, triển khai thực hiện xây dựng trường tiểu học Trần Quốc Toản và tiểu học Liêm Tuyền, bố trí bổ sung giáo viên cho những trường có tỷ lệ giáo viên trên lớp thấp, tăng cường công tác xã hội hóa giáo dục, huy động nguồn lực đầu tư cho giáo dục toàn diện. Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nam Định, năm học 2018-2019, 100% số trường mầm non trên địa bàn tỉnh đã triển khai thực hiện giáo dục mầm non sau sửa đổi. 100% trường mầm non thực hiện chuyên đề xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm. Chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ được nâng cao. Trong năm học 2018-2019, các nhà trường đã tổ chức cho trẻ mầm non được tham quan, dã ngoại tại các di tích lịch sử, những địa danh văn hóa, thương mại hoặc tổ chức hội chợ xuân của bé, tạo môi trường điều kiện cho trẻ tham gia các hoạt động trải nghiệm sáng tạo. Bên cạnh đó, các trường thực hiện tốt công tác nuôi ăn bán trú tại trường, nâng cao chất lượng bữa ăn, đảm bảo tuyệt đối yêu cầu về vệ sinh an toàn thực phẩm. 100% trẻ mầm non được nuôi ăn bán trú và học 2 buổi một ngày. Số trẻ nhà trẻ được nuôi ăn bán trú tăng 8,25% so với năm học trước. 100% số trường mầm non không để xảy ra ngộ độc thực phẩm. Tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân giảm 1,7% ở nhóm trẻ nhà trẻ, giảm 1,25% ở nhóm mẫu giáo so với năm học trước. Trẻ suy dinh dưỡng thể thấp còi giảm 1,1% ở nhà trẻ và 0,9% ở mẫu giáo. Để mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh, du lịch, xây dựng nhân rộng các mô hình điển hình dân vận khéo là những giải pháp mà huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình nhằm đưa du lịch phát triển bền vững và hướng tới phát triển các khu, điểm du lịch trở thành điểm đến an toàn, hấp dẫn.
là địa phương có tiềm năng du lịch rất lớn với nhiều khu điểm du lịch nổi tiếng như chùa Bái Đính, khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Vân Long, di tích lịch sử đền thờ Vua Đinh Tiên Hoàng, lượng khách du lịch đến xa viễn ngày càng tăng, doanh thu từ du lịch đạt cao. Để du lịch ngày càng phát triển, tạo nhiều việc làm và thu nhập cho người dân, Ban Dân vận huyện ủy Sa Viễn đã chủ động tham mưu và phối hợp với các địa phương, đơn vị đẩy mạnh phong trào thi đua dân vận khéo trong phát triển du lịch. Nhiều mô hình về thực hiện nếp sống văn minh du lịch trong giao tiếp ứng xử, giữ gìn vệ sinh môi trường, phòng chống các tệ nạn xã hội ở các khu điểm du lịch được người dân hưởng ứng và tích cực thực hiện, tạo sự lan tỏa trong cộng đồng. Ngoài ra, Ban Dân vận huyện ủy phối hợp tham mưu cho Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, chỉ đạo các cấp các ngành có liên quan hướng dẫn việc sửa đổi bổ sung hương ước quy ước ở khu dân cư gắn với những nội dung có liên quan đến hoạt động du lịch, bảo vệ di tích, danh lam thắng cảnh. Hiện nay, các loại đèn tích điện đang là sản phẩm được nhiều người tiêu dùng quan tâm lựa chọn. Tuy nhiên, trên thị trường có nhiều sản phẩm trôi nổi kém chất lượng, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao. Đây là cháu Nguyễn Phương Anh, 8 tuổi, ở huyện Đông Hưng. Theo các bác sĩ điều trị, Phương Anh bị bỏng da mặt mức độ 1-2 và bỏng giác mạc. Nguyên nhân là do đèn tích điện phát nổ khi cháu đang ngồi chơi gần đó. Cái đèn này nó là cái đèn mỏ để người ta đội đầu, người ta đi hay đi cấy, đi soi buổi đêm. Đã cắm sạc là từ sáng hay là từ đêm hôm trước gì đấy, nhưng mà đến lúc đấy là có một em bé kia là em đã nghịch là cái bác đấy, bác đã rút sạc rồi, nhưng bác để cạnh bàn đấy, là lúc cháu ngồi đấy là cháu vẽ xong là một lúc sau là tự nhiên cái đèn đấy nó phát nổ ra. Có những trường hợp còn phải nó nổ cả mắt ra, nó vỡ, nó ảnh hưởng, nó vỡ cả mắt ra. Đấy là những trường hợp rất là nặng. Còn đây trường hợp cháu bé này là nó may mắn hơn là nó cái đèn sạc nó nổ, nó ở ngồi phía bên cạnh chứ không phải là ngồi chính diện, cho nên là toàn bộ cái phía bên trái của cháu là bị bỏng, kết hợp với cái mắt của cháu là cũng tổn thương nhưng nó ở mức độ nó nhẹ hơn. Không thể phủ nhận những hữu ích mà đèn tích điện đem lại như thời gian dùng lâu, giá thành rẻ. Tuy nhiên, các loại đèn này nếu không có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng thì nguy cơ cháy nổ rất cao. Đặc biệt, loại đèn tích điện này thường sử dụng pin niken vỏ kẽm. Nếu người sử dụng pin gắn ngược cực pin vào thiết bị hoặc thiết bị sạc pin cho ra dòng điện quá lớn hoặc nguồn điện không ổn định khi sạc pin, điểm tiếp xúc giữa pin và thiết bị hoặc giữa thiết bị sạc với nguồn điện không tốt, sử dụng thiết bị quá lâu dẫn tới nhiệt độ của pin tăng cao đều có thể gây nổ. Người dùng thì cũng thường là rất chủ quan, có thể là để sạc ở những cái vị trí nó ở đầu giường chẳng hạn, hoặc là đấy vô tình nó nổ thôi. Đấy, cho nên là cũng khuyên người dân là cũng không nên để gọi là sạc ở gần cái vị trí mình ngồi hoặc mình nằm ngủ đêm, hoặc là thứ hai nữa là cũng không nên dùng những cái sản phẩm nó không có rõ nguồn gốc xuất xứ, và thứ ba nó cũng không để sạc kéo dài suốt thời gian nó quá dài, để qua đêm chẳng hạn nó nóng thì nó có thể nó xảy ra những cái hậu quả nó đáng tiếc. Mới đây, được sự chỉ đạo của Tổng cục Quản lý Thị trường, Cục Quản lý Thị trường Hưng Yên phối hợp với Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh kiểm tra đột xuất xưởng sản xuất sản phẩm thời trang do ông Đào Văn Củ có địa chỉ tại thôn Tân Mỹ 1, xã Phú Cường, thành phố Hưng Yên làm chủ. Qua kiểm tra phát hiện cơ sở sản xuất của ông Củ mỗi ngày làm ra hàng trăm sản phẩm thời trang nghi giả mạo thương hiệu Snopfay của Mỹ. Xưởng may này rộng hơn 300m2, có khoảng 30 công nhân đang làm việc. Cơ quan chức năng thu giữ hơn 900 chiếc áo thành phẩm, 5 tấn vải, nguyên phụ liệu và 27.500 tem, nhãn, mác các loại. Thời điểm kiểm tra, người đứng tên xưởng sản xuất là ông Đào Văn Củ không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc số hàng hóa trên. Cái hàng hóa giả mạo nhãn hiệu làm ảnh hưởng rất lớn đến các cái nhà sản xuất chân chính về giá cả, về chất lượng, về thương hiệu. Lực lượng chức năng đã tiến hành lập hồ sơ, thu giữ toàn bộ số hàng hóa có dấu hiệu nghi làm giả thương hiệu và đang tiếp tục điều tra làm rõ các sai phạm khác. Trong thời gian tới, các địa phương trong tỉnh Nam Định tiếp tục đẩy mạnh chương trình xây dựng các công trình xử lý rác thải liên vùng theo quy định quản lý chất thải rắn vùng tỉnh Nam Định đến năm 2030. Theo đó, các địa phương sẽ xây dựng các khu xử lý chất thải rắn vùng huyện, liên huyện gồm Nam Toàn, Mỹ Thắng thuộc thành phố Nam Định mở rộng, Yên Minh, huyện Ý Yên, Việt Hùng, Liêm Hải, huyện Trịnh Ninh, Giao Châu, huyện Giao Thủy, Nghĩa Thái, thị trấn Dạng Đông, huyện Nghĩa Hưng, Minh Tân, Thành Lợi, Liêm Bảo, huyện Vụ Bản, Nam Dương, huyện Nam Trực. Ngay trong giai đoạn 2016-2020,
toàn tỉnh sẽ bố trí xây dựng các cơ sở xử lý chất thải rắn phân tán cho một số thị trấn, trung tâm cụm xã gồm các bãi rác và lò đốt đã được đầu tư thiết kế hợp vệ sinh. Đặc biệt, để giảm ô nhiễm môi trường cho một số thị trấn, trung tâm cụm xã đối với các bãi rác và lò đốt phân tán đã được đầu tư thiết kế hợp vệ sinh. Từ nay đến năm 2020, các địa phương tập trung áp dụng đúng quy chuẩn tất cả các khâu chôn lấp và đốt giảm thể tích chất thải rắn. Đồng thời, sẽ căn cứ điều kiện cụ thể của từng địa phương để áp dụng các công nghệ xử lý chất thải rắn phù hợp. Ưu tiên áp dụng công nghệ trong nước đạt tiêu chuẩn, các công nghệ nước ngoài phù hợp với điều kiện kinh tế, có hiệu quả tốt, an toàn đối với môi trường. Tỉnh tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật, cơ chế chính sách quản lý chất thải theo hướng xã hội hóa, khuyến khích sự tham gia của cộng đồng trong việc thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải. Cùng với việc nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, những năm gần đây ngành y tế tỉnh Ninh Bình đã tập trung các nguồn lực và giải pháp thực hiện tốt công tác bảo đảm vệ sinh môi trường, nhất là việc thu gom, xử lý nước thải chất thải y tế. Trong đó nhờ ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, quy trình thu gom, xử lý rác thải được đảm bảo. Rác thải y tế được phân làm 3 loại, gồm rác thải sinh hoạt thông thường, rác thải tái chế và rác thải nguy hiểm. Trung bình mỗi ngày các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh khám điều trị cho hàng nghìn bệnh nhân. Kéo theo đó là lượng phế phẩm y tế, rác thải rắn và hàng trăm khối nước thải. Đây là nguồn gốc gây ảnh hưởng không nhỏ đến môi trường, nhất là nước thải từ các khu xét nghiệm, phòng cấp cứu, nước sinh hoạt. Việc đầu tư xây dựng các khu xử lý nước thải đúng quy trình sẽ đảm bảo đúng tiêu chuẩn của nước trước khi xả thải ra môi trường. Rác thải nói chung và rác thải nhựa nói riêng đều có những mối nguy hại nhất định, nếu không xử lý triệt để sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống. Vừa qua, Bộ Y tế cũng đã ban hành chỉ thị số 08 về giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành y tế, đồng thời đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai kế hoạch thực hiện. Trong thời gian vừa qua thì các đơn vị cũng đã rất quyết liệt trong cái việc sử dụng các cái chế phẩm cũng như là các cái bao gói bằng nhựa để giảm cái sử dụng và tăng cường sử dụng các cái loại các chế phẩm một cái bao gói mà bằng tự nhiên hơn như là thủy tinh, các lọ thuốc một cái loại dịch truyền thủy tinh để thay cho các cái loại bằng nhựa để giảm cái sử dụng chất thải nhựa. Quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị thu gom, xử lý chất thải y tế đối với những cơ sở khám chữa bệnh chưa có hệ thống xử lý chất thải y tế. Tiếp tục nghiên cứu xây dựng mô hình, lựa chọn công nghệ xử lý chất thải phù hợp theo định hướng áp dụng công nghệ mới, bảo đảm tính thân thiện với môi trường là những giải pháp mà ngành y tế tỉnh đặt ra góp phần đảm bảo môi trường xanh sạch đẹp. Thời gian qua, các cấp chính quyền và lực lượng chức năng có nhiều nỗ lực đấu tranh xử lý ngăn chặn hành vi khai thác cát trái phép. Tuy nhiên, hoạt động này vẫn diễn biến phức tạp với những thủ đoạn ngày càng tinh vi, gây bức xúc trong nhân dân, thu hẹp đất sản xuất làm biến đổi dòng chảy, tác động tiêu cực đến sản xuất nông nghiệp. Từ đầu năm đến nay, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh phát hiện và phối hợp với các địa phương bắt giữ 47 tàu khai thác cát trái phép và ra quyết định xử phạt 25 trường hợp với số tiền hơn 1 tỷ đồng. Mặc dù xử phạt cao, nhưng nhiều tàu vẫn lén lút khai thác cát trái phép. Nhiều đối tượng lợi dụng những khu vực giáp danh giữa tỉnh Hải Dương với các tỉnh lân cận để thực hiện hành vi khai thác, khiến lực lượng chức năng gặp khó khăn trong phát hiện và xử lý. Nhiều tàu còn thực hiện phương thức vừa di chuyển trên sông vừa hút cát. Cùng với tăng cường tuần tra giám sát và xử lý vi phạm của các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương cần siết chặt quản lý nguồn gốc cát tại các bến bãi. Nếu không quản lý chặt chẽ sẽ vẫn tái diễn tình trạng khai thác cát trái phép gây thất thoát tài nguyên, biến đổi dòng chảy là nguyên nhân dẫn đến nhiều diện tích đất canh tác bị sạt lở, hoa màu và tài sản của nông dân tiếp tục bị cuốn trôi theo dòng nước. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình Thời sự Đồng bằng Sông Hồng của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.